Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn luôn xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính ngọa từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, trường lưu thủy, ngày nhâm thìn, tức, chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng về nạp âm trường lưu thủy kỳ tuổi bính tuất giáp tuất ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu và tuyệt tuất vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao minh tinh, tốt mọi việc, sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tử, sao tam hợp, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao đại hao, tự khí, quan phú, sáu mọi việc, sao tứ thời đại mộ, kỵ về an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau. Đầu tiên, mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý tạo dựng được uy tín với mọi người xung quanh bằng chính những kinh nghiệm lợi từ nhiều năm nay và điều này sẽ giúp cho bạn nhận được sự kính nể của cả tập thể và có được chỗ đứng vững chắc ở trong lòng mọi người nữa nhá Tuy nhiên với bạn tuổi Tý bạn cũng đừng vì thế mà tự kiêu nhất là khi trong ngày đang có sự xuất hiện của thương quan chiếu mệnh, bản mệnh tuổi Tý nên giữ thái độ khiêm tốn, cầu tín và biết lắng nghe. Bạn hãy biến những năng lượng dồi dào này thành thành quả sáng tạo khi đó hứa hẹn sẽ nhận được những kết quả bất ngờ về cho bạn nhé. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi tí lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc làm cho bạn đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không được suôn xịa cho lắm. Có quá nhiều trở ngại ở phía trước đang ngăn trở hai bạn đến với nhau và tình yêu vẫn ngập tràn trong tim nhưng dường như luôn tồn tại một bức tường vô hình ở giữa hai bạn. Bạn tử tí buồn chán và suy nghĩ không thôi nhưng vẫn chưa tìm ra được cách để giải quyết vấn đề hiện tại mình đang gặp phải nhé. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim tạo dựng được uy tín với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nhận được sự kính nể và chỗ đứng vững chắc trong cả tập thể từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nên giữ thái độ khiêm tốn cầu tín và biết lắng nghe từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ vận dụng khả năng sáng tạo sẽ nhận được những kết quả bất ngờ từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có nhiều trở ngăn đôi lứa khó có thể đến được với nhau với đánh giá của bà tử tí trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 97, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tí. Từ vi tuổi Sửu thứ 6 ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang có điểm báo gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất Sửu mùi làm cho bạn có thể đón những tin không vui trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu sẽ gặp không ít những rắc rối trong công việc khi có những mâu thuẫn giữa bạn bè, đồng nghiệp với nhau, tưởng chừng như không phải vấn đề gì quá lớn nhưng vô tình lại làm giảm tín độ và hiệu quả của công việc mà bạn đang làm nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Sửu, công việc của bạn gặp nhiều trục trặc làm cho tâm trạng của bạn vô cùng là bất an. Với bạn dễ cáu giận hơn, thậm chí quản trút cơn giận lên người không liên quan tới mình. Và bạn tuổi Sửu, bạn chẳng quan tâm quá nhiều tới cảm nhận của đối phương, cho nên cũng có những lời nói vô tâm, thiếu suy nghĩ khiến cho người ấy tổn thương rất chi là nhiều nữa. Ngày này, bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này làm cho bạn cần phải chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình. Với bạn tuổi Sửu có thể vì những chuyện căng thẳng trong cuộc sống mà dễ gặp phải các vấn đề về đường tiêu hóa, ăn uống kiếm ngôn miệng, ngủ cũng không được ngon giấc nhé. Và trong ngày này với bà tuổi Sửu xem tử vi cũng cho thấy với bà tuổi Sửu đang có điểm báo xuất hành đi xa không được thuận lợi, không có người giúp đỡ, công việc không được may mắn cho lắm. Vì vậy, nếu không có công việc cần thiết thì không nên xuất hành đi xa trong ngày hôm nay. Nếu như bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình nhé vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim gặp không ít những rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, mâu thuận giữa đồng nghiệp, làm giảm tín độ và hiệu quả công việc. Tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa, tâm trạng bất ổn, trở nên cáu giận hơn. Tử vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ, gây tổn thương cho nửa kia bằng những lời lẽ vô tâm của mình. Tử vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc, chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân khi trong ngày đang có thổ khí vượng. Về đánh giá của bạn tử xỉu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 63, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm cái điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi dần có được những quyết định khôn ngoan sáng suốt liên quan tới vấn đề về tiền bạc bạn tuổi dần, bạn đang được quý nhân tặng thêm những cơ hội để kiếm tiền. Bạn hãy quyết đoán hơn và nếu có thể, hãy xin sự hỗ trợ của mọi người có kinh nghiệm hơn. Họ sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích từ những kinh nghiệm xương máu của họ nữa nhé. Trong ngày này với bạn tuổi dần, bạn đang có được báo hiệu tài vận như nước lên thuyền lên, công việc phát triển mạnh mẽ, nguồn thu nhập ổn định tiền bạc tăng tín không ngừng. Những bạn kinh doanh, buôn bán có thể sẽ đạt được mục tiêu về kinh doanh sớm, bạn duy trì được mức độ tiêu thụ hàng hóa như hiện tại. Và bạn cũng đừng quên nên đa dạng hóa hàng hóa để thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng đến với mình hơn nữa nhé. Và ngày này có những bạn trong mệnh có được cát tinh trợ mệnh sẽ có được vận may bất ngờ nữa như là trúng số, trúng thưởng trong những trò chơi may rủi nữa đó nhá. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi dần á, lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Với tính cách bướng bệnh của bạn lại gây trở ngại trong chuyện tình yêu lứa đôi và trong chuyện tình cảm không phải lúc nào cứng đầu là được. Đôi khi cần phải hài hòa, nhẹ nhàng, trao cho nhau những lời nói cự trị thân mật. Có như vậy thì tình yêu mới có được cơ hội thăng hoa, tiến thêm bước đột phá nữa nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có những quyết định sáng suốt về tiền bạc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa quý nhân mang đến cho bạn có được cơ hội kiếm tiền cần phải quyết đoán hơn. Tử vi tuổi mạo dần thuộc mệnh thổ có thể xin sự trợ giúp của mọi người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc đối với những bạn kinh doanh buôn bán có thể đạt được mục tiêu về kinh doanh sớm. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim tính cách bướng bỉnh gây trở ngại trong chuyện tình yêu lứa đôi. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 95, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ sáu, ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn mạo tương hại làm cho bạn đang có điểm báo xấu trong ngày hôm nay khi tiểu nhân xuất hiện đem lại nhiều thị phi gặp nhiều chuyện phức tạp rắc rối trong ngày và càng những lúc như vậy với bà tuổi mạo càng trở nên nóng nảy mất bình tĩnh mà nên tìm hiểu gốc rễ vấn đề cho tường tận cái đá với bạn tuổi mão, tính tình rất dễ bị kích động, khiến cho bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Và trước khi làm một việc gì đó, nếu như bạn còn chưa chắc chắn, hãy thảo luận với những người đáng tin cậy xung quanh mình xem sao. Có thể bạn sẽ có được những hướng đi đúng đắn hơn cho mình nhé. Và trong ngày này với bà tuổi mão á, bạn lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia không được máy hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Có như vậy thì quan hệ giữa bạn và người ấy mới được cải thiện tốt hơn được nhé vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tiểu nhân xuất hiện gây nhiều thị phi rắc rối tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa chớ vội mất bình tĩnh mà nên tìm hiểu gốc rễ tường tận của vấn đề tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ dễ đưa ra những quyết định sai lầm khi tính tình dễ bị kích động tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc thảo luận với những người đáng tin cậy xung quanh mình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim mối quan hệ với nửa kia không quá hòa hợp Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 54, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi tuất, từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình. Cái điều này làm cho bạn đang có sự do dự sẽ khiến cho bạn tuột đi những cơ hội bứt phá trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay một phần vì bạn suy nghĩ không tháo đáo, phần khác là do tác động của ngoại cảnh. Vì vậy, với bà tuổi thìn cần phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội khác. Lần kế tiếp đừng có để mình phải hối tiếc như lần này bà tuổi thìn nhé. Và ngày này với bà tuổi thìn đó, lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này mang lại cho bạn đang có điểm báo không tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Nhưng nếu như bạn chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao thì việc này không ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên tâm tính của bạn sẽ có phần nóng nảy hơn những ngày bình thường. Ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm Tân Sửu, thiêu hại thượng lạn ông, nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy với bà tuổi Thìn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi thìn đang có điểm báo xuất hành đi xa không được thuận lợi. Nếu như không có công việc quan trọng thì không nên xuất hành đi xa trong ngày hôm nay. Và nếu như bắt buộc phải đi xa thì bạn tuổi thìn nên chọn những hướng tốt để xuất hành như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa chớ nên do dự kéo lại để cơ hội bứt phá khỏi tầm tay tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội khác sẽ đến với mình tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc sức khỏe có nhiều dấu hiệu bất ổn chớ nên chủ quan tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tâm tính có phần nóng nảy hơn thường ngày. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, chú ý rèn luyện cơ thể thường, xuyên hơn, quan tâm, chăm sóc cho sức khỏe của mình tốt hơn. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 38, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ với tuổi tỵ thứ sáu ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Diêm vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này sẽ làm cho công việc của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều trở ngại với bạn đang có điểm báo tiểu nhân xuất hiện tìm cách hãm hại khiến cho bạn mệnh không thể nào hoàn thành được công việc đúng như thời gian đã định điều đó sẽ khiến cho tâm trạng của bạn sụt giảm một cách nghiêm trọng nữa và trong ngày này với bạn tuổi tỵ bạn mệnh chẳng còn cảm thấy hứng thú với công việc khi mà bao nhiêu công sức của mình đã bỏ ra cuối cùng lại trở thành công cốc. Chán nản càng khiến cho bạn có xu hướng buông xuôi, chạy mãn và cấp trên đang không hài lòng cho lắm về những biểu hiện này của bạn nhé. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bạn đang có được những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm của mình ngày hôm nay. Bạn nhận được những sự quan tâm và chia sẻ từ người ấy cho nên với những sự căng thẳng trong thời gian qua cũng nguôi ngoài bớt phần nào đối phương luôn là điểm tựa về tinh thần vững chắc cho bạn trong những lúc khó khăn nhất nữa đó nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa khó hoàn thành được công việc đúng tín độ do tiểu nhân hãm hại tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ công việc gặp trục trặc khiến cho tâm trạng bị giảm sút nghiêm trọng tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc bao nhiêu công sức mà mình đã bỏ ra cuối cùng lại trở thành công cốc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim đang có xu hướng buông xuôi chạy mãng, cấp trên đang phàn nàn tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có điểm tựa về tinh thần vững chắc là nửa kia của mình. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 39, số 72, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ Vê Tuổi Ngọ thứ 6 ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bà Tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bà Tuổi Ngọ đang gặp được ngày của chính quan nâng đỡ. Cái điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trải qua một ngày dễ thở hơn rất nhiều. Với bà Tuổi Ngọ cũng cần phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin vui trong công việc. Có những người ký kết được những hợp đồng lớn, nhận được sự đồng thuận của đối tác lâu năm nay nữa. Và với bạn tuổi ngọ, thành công trong ngày hôm nay là hoàn toàn tới từ sự nỗ lực của bạn đã xây dựng từ trước đây. Và với bạn cũng đừng có ngủ quên trên chiến thắng mà hãy tiếp tục lên danh sách với những mục tiêu cao xa hơn cần phải đạt được. Có như vậy mới giúp cho bạn tránh được sự nóng vội và bổ suốt các công việc quan trọng nhé. Và xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tử ngọ cũng cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có phần được tốt đẹp. Tình cảm của bạn mệnh khá êm ấm, hai tâm hồn hòa hợp giúp cho tình yêu thêm phần được thăng hoa khi dạo này hai bạn dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Còn đối với những bạn đang quản độc thân, nếu như muốn bắt đầu một tình yêu mới, vậy thì nhất định phải thanh lý những thứ thuộc về quá khứ đi bạn tử ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải chuẩn bị về tinh thần đón nhận những tin vui trong công việc. Tử vi tuổi bính ngọa thuộc mệnh thủy ký kết được những hợp đồng lớn nhận được sự đồng thuận của các đối tác lâu năm từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa thành công trong ngày hôm nay là từ nỗ lực xây dựng từ trước đây từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ đừng có ngủ quên trên chiến thắng khi gặt hái được những thành công từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tình cảm êm ấm hai tâm hồn hòa hợp giúp cho tình yêu thêm phần được thăng hoa về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao dựa con số may mắn số 48 số 54 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Dần từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung cái điều này làm cho bạn trải qua một ngày không được máy thuận lợi với mình khi bạn tuổi mùi đang có xu hướng tự tin thái quá vào bản thân mình không chấp nhận nghe theo lời khuyên của bất cứ ai cả và lúc nào cũng muốn mình là người dẫn đầu bạn cho rằng người khác không hiểu rõ về tình hình cho nên mới đưa ra ý kiến trái ngược chiều như vậy và thái độ này có thể khiến cho bạn sẽ gặp phải nhiều rắc rối nữa bạn tuổi mùi nhé lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này làm cho bạn cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu những ý kiến của người khác với những suy nghĩ bảo thủ đôi khi sẽ khiến cho mọi việc trở nên khó giải quyết hơn rất nhiều và bạn cần phải học cách suy nghĩ đa chiều hơn thì mới giải quyết được một vấn đề nhanh chóng hơn nhé và cũng trong ngày này với bạn tuổi mùi, bạn cần phải chú ý tới cách ăn nói của mình, suy nghĩ trước khi nói, tránh làm mất lòng người khác vì tính tùy tiện của mình. Và khi muốn góp ý cho ai đó, bạn nên dùng những từ ngữ, ngôn ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ ngữ quá trực tiếp lại gây tổn thương cho người nghe. Xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm Tân Sửu với bà tuổi Mùi đang có điểm báo xuất hành đi xa không được thuận lợi, công việc gặp nhiều trục trặc không có người giúp đỡ nên tránh thì hơn và nếu như công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn nên những chọn theo hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình vai tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có thể gặp rắc rối vì có xu hướng tự tin thái quá vào bản thân. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không chấp nhận nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ hãy học cách suy nghĩ đa chiều hơn. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc cần phải chú ý tới cách ăn nói của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 91, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. tử vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân chùa chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp được ngày quốc cục diện ngũ hành tam hợp thân thí thìn phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày vô cùng là thuận lợi đến với mình khi bạn tuổi thân đang có được ngũ hành tam hợp phù trợ giúp cho bạn có được cơ hội thăng tín con đường quan lộc của bạn mở rộng vô cùng và bạn tuổi thân được trao cho cơ hội để khẳng định bản thân mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và ghi điểm xuất sắc với cấp trên sẽ được đề bạt vào những vị trí cao xa hơn xứng đáng với năng lực của bạn nhé và ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có tỷ kim chiếu mệnh cũng sẽ giúp sức khá tốt cho bạn trong những tình huống phải đưa ra sự lựa chọn, có những quyết định đúng đắn, quyết đoán và dứt khoát. Từ đó giúp cho bạn nắm giữ được những cơ hội và phát huy được khả năng một cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đã định, không để lỡ mất thời cơ đến với mình. Và với bạn tuổi thân trong ngày này, với tâm lý khá cởi mở, bạn vui vẻ đón nhận mọi điều sẽ đến với mình. Trong vận trình của bạn ngày hôm nay, đang có được cát khí lan tràn, tài lộc vây quanh, bạn khá thoải mái trong vấn đề về tiền bạc và đây không phải là vấn đề bạn quan tâm. Với bạn tuổi thân trong ngày này, nếu như những bạn trong mệnh có được cát tinh, sẽ có được vận may bất ngờ như thế là trúng thưởng, trúng số trong các trò chơi nào đó nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tử thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng đang rất tuyệt vời. Các cặp đôi đã yêu nhau lâu, có thể sẽ có được những bước tiến mới trong mối quan hệ hiện tại. Đôi lứa tính tới chuyện trăm năm yêu thương nhau đã đủ đỏ thì tính tới lúc về chung một nhà để cho tình yêu được thăng hoa và cùng nhau xây đắp hạnh phúc gia đình nữa nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có được cơ hội thăng tín con đường quan lộc được rộng mở tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa được trao cho cơ hội để khẳng định bản thân mình tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ghi điểm xuất sắc với cấp trên được đề bạt tăng chức thăng lương tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đưa ra lựa chọn đúng đắn những vấn đề liên quan tới tiền bạc tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, đôi lứa đã yêu nhau, tiến tới một mối quan hệ mới, cao hơn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 76, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Thìn dậu nhị hợp, đây là các tinh chia trợ cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Công việc của bạn mệnh tín trị tương đối là thuận lợi, hoàn thành tốt những công việc được cấp trên giao phó. Sự tự tin khiến cho bạn không ngại ngần đối diện với những khó khăn, thách thức trong ngày hôm nay và với bạn tuổi dậu cũng có được cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay bạn có thể sẽ học được những điều rất kinh nghiệm rất quý giá của người ấy điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích trong công việc của bạn về sau này và nếu như bạn gặp trục trặc trong vấn đề gì đó bạn cũng đừng có ngại ngần lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nhé và ngày này với bạn tử dậu, con đường tài lộc của bạn lại không được thuận lợi, lý tưởng cho lắm khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài là hung tinh chiếu mệnh, làm cho bạn đang có sự đe dọa tới túi tiền. Bạn mệnh cần phải chú ý nếu như mang những hành lý ở bên người, đi tới những nơi đông người, không nên xuất hành đi xa hay là không nên xuất tiền ký kết hợp đồng lớn trong ngày hôm nay để tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy công việc tiến trị được thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không ngại ngần khi đối diện với những khó khăn thách thức với sự tự tin của bản thân mình tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có được cơ hội gặp được quý nhân học hội được những kinh nghiệm quý báu tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đừng có ngại ngần lên tiếng nhờ sự giúp đỡ khi gặp phải khó khăn. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim cần có những quyết định lý trí nhiều hơn để tránh thất thoát về tiền bạc. Về đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 38, số 62, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ sáu ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi tốt cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi làm cho bạn đang có điểm báo có sự tranh chấp với lợi ích cá nhân trong ngày hôm nay và ngày này với bà tuổi tuất đó công việc thì trì trệ ứ đạo về những xung đột mang tính chất cá nhân công việc chung nhưng đùn đẩy mạnh ai nấy làm và sớm muộn gì cũng gây ảnh hưởng tới lợi ích của cả tập thể chẳng ai là người tránh được sự liên quan này cả nhé và ngày này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này còn khiến cho tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay có nhiều sự đè nén chỉ trực chờ bùng nổ khiến cho vận trình tình cảm gia đình bị giảm đi trong thái với bạn tuổi tuất cần phải tiết chế cảm xúc của mình tránh nội nóng hay là trút giận lên đối phương để rồi phải xảy ra sự tranh cãi, to tiếng. Đối với những bạn đang quản độc thân, có lẽ phải đưa ra những quyết định đau lòng nào đó, mối tình vừa mới chớm nở đã vội lụi tàn nữa rồi. Và ngày này xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm Tân Sửu, Thiêu Hải thượng Lạt ông, nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy với bạn tuổi Tuất nên tránh mọi sự tổn thương va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa có điểm báo tranh chấp về lợi ích cá nhân, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, công việc trì trệ, ứ động về những xung đột trong tập thể từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc tránh chia bè kết phái đùn đẩy trách nhiệm trong công việc chung từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tâm trạng bị đè nén chỉ trực chờ bùng nổ từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy cần phải tiết chế cảm xúc tránh nổi nóng hay là trút giận một cách vô cớ lên người khác về đánh giá của bà tử tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 47, số 96, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ với tuổi hợi thứ 6 ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cái điều này sẽ trao cho bạn tuổi hợi có được những cơ may về tài lộc mà bạn mong chờ từ lâu. Và đặc biệt là đối với những bạn đang theo nghiệp kinh doanh, buôn bán hay là những ngành nghề tự do, nghề tay trái sẽ có được cơ hội kiếm tiền một cách thuận lợi. Tiền bạc cứ thế theo nhau đổ về túi của bạn nữa rồi. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi nhờ vậy mà có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong khoảng thời gian tới nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn đang có sự dạn nứt lớn dần lên. Dù bạn đã cố gắng hòa giải và hàn gắn với những mâu thuẫn trong gia đình vẫn còn sờ sờ ra đó. Mạnh thân ai người ấy lo các thành viên trong nhà không có sự chia sẻ và kết nối với nhau. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đón nhận cơ may về tài lộc mà bạn đã mong chờ từ lâu từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ đối với những bạn kinh doanh buôn bán có cơ hội kiếm tiền thuận lợi từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc tiền bạc thi nhau đổ về túi thoải mái trong việc chi tiêu từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tình cảm có sự rạn dạ nứt khó hàn gắn như ban đầu từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy các thành viên trong gia đình không có sự chia sẻ kết nối với nhau và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 59 số 98 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu điên màu xanh lam quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu tuổi Mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.